Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô -kha Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức đại lễ Du Lan báo ân phụ mẫu tại Tịnh Xá Ngọc Quy quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. <laughs> Kính thưa toàn thể đại chúng, tới hôm nay ngày 19 tháng 7 âm lịch năm quý mão tức ngày 3 tháng 9 2023 cũng là mùa du lan báo hiếu báo ân phụ mẫu Phật lịch 2567 tại tỉnh xã Ngọc Quy, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức đại lễ du lan báo ân phụ mẫu chánh định vô cùng quan hỷ được thượng tọa trụ trì ưu ái thỉnh mời về đây để gặp gỡ và chia sẻ phật pháp với toàn thể quý vị lời đầu tiên cho phép chánh định được kính lời vấn an sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư thiện nam tính nữ phật tử xa gần quý mến lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc bây giờ mới vỗ tay kính thưa quý vị đề tài chánh định sẽ gửi đến cho toàn thể quý vị tối hôm nay có hai chữ duy nhất đó là Tình mẹ Vỗ tay đi <laughs> Thưa với quý vị, chánh định có một câu nói rằng là Trên thế gian này Không có cái tình nào Bằng tình mẹ Vì tình nào rồi cũng phai mờ Trong tim ta Trong ký ức ta nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được một nhà dân đã làm sống dậy cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy trong ta một cách vô cùng ý nhị qua đoạn dân như sau ta còn có mẹ mẹ hát đưa ta tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi nhà ai giả gạo trưa hè Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ Ba mươi tuổi đầu lăn lóc đông đưa Ba mươi tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ Đưa cho con từng trái bắp củ khoai Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc Người biết không ta khóc tự trong lòng Chúng ta đi Về dạy nhà thơ Trần Quê Hương đã có một bài thơ tuyệt tác như sao, mẹ mãi muôn đời mẹ của con dù nam hải cạn thái sơn mòn trái tim minh bóng thời son trẻ tuổi ngọc ngà vương nét lệ son <laughs> kính thưa quý vị nó đến tình mẹ thì quả thật trên cuộc đời này không có cái tình nào có thể sánh bằng vì tình này nó có trong ta từ thở tượng hình Đến với ta qua hơi ấm thịt da Qua bàn tay triều mến Qua dòng sữa bổ dưỡng Và qua giọng hát ngọt ngào Quý vị thử nghĩ xem có cái tình nào mà nó sớm bằng cái tình mẹ không? Chỉ cần người mẹ khi biết mình có mang lúc bấy giờ kính thưa quý vị chúng ta giống như một giọt máu nhỏ bằng đầu ngón tay út này thôi thì lúc bấy giờ người mẹ đã bắt đầu thương yêu chúng ta rồi vì vậy cái câu nói rằng là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ câu này quả thật là một chân lý bất di bất dịch không thể sai được vì cái gì cứ thử nghĩ coi bao nhiêu là cái thứ tình trên cuộc đời này thí dụ khi chúng ta chào đời lớn lên khi nào chúng ta đến trường học thì lúc bấy giờ chúng ta mới có tình thầy cô lớn nhờ đi học cho nên mới có tình bạn bè cùng lớp khi chúng ta trưởng thành mới có tình yêu nam nữ và khi chúng ta bắt đầu kết hôn thì lúc đó mới có tình vợ chồng mà tình nào kính thưa quý vị nó cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Nội dung của cái bài giảng hôm nay là chúng tôi sấy mạnh vô cái bài thơ tình mẹ. Dù con điếm được các sông nhưng không điếm được tấm lòng mẹ yêu. Quý vị cứ thử nghĩ coi mình có thể đếm được cát của một con sông không? Cho dù mình có thể đếm được đi nữa Nhưng mà không thể nào đếm được tình của mẹ Thương mình, yêu mình như thế nào Dù con đo được sớm chiều Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non quý vị cứ thử nghĩ đi người con ở bất cứ nơi nào thì tự nhiên cái tình của người mẹ xuất hiện ở nơi đó không tin chúng tôi quý vị cứ thử hỏi những người mẹ đi khi mà mình đi xa làm ăn ở đâu du học ở nước nào chẳng hạn như singapore hay là Úc Đại Lợi hay là Hoa Kỳ, Canada Thì tự nhiên cái tình của mẹ sẽ xuất hiện bên cái nước đó Cái nơi nào mà người con ở, làm việc và học tập Thì nơi đó tình của mẹ sẽ xuất hiện ở đó Nó lạ như vậy Cho nên dù con đi hết trăm miền Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non Dù con cản được sống cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành chúng ta có thể cản được những cơn sóng nhưng mà thưa với quý vị không thể nào chúng ta ngăn được cái tình thương của người mẹ dành cho người con không tin chúng tôi đó, tối nay về thử đi gặp mẹ mình những ai còn mẹ đó lại nói nhỏ với mẹ mẹ ơi thôi từ nay mẹ đừng thương con nữa Quý vị sẽ nghe người mẹ sẽ trả lời như thế nào Thật sự thì không thể nào con ơi Cho dù như thế nào ấy nữa mẹ vẫn thương con Cho dù con có nói là mẹ đừng thương con nữa Con thấy mẹ thương con mẹ vất vả cực khổ quá Nhưng mà không thể nào ngăn được cái tình thương của người mẹ dành bên con Đó là một cái điều thiêng liêng cao cả nhất quý vị biết mình may mắn mình mới sanh được làm người việt nam chưa nói hết vì người việt nam mới có được cái người mẹ gầy gò ốm o cực khổ thức khuya dậy sớm buồn tảo bán tầng buôn gánh bán bưng chăm lò, bắt gạo đồng tiền nuôi con gì nghĩ đi. Trên thế giới này không có người mẹ nào mà vất vả như người mẹ Việt Nam. Tóc mẹ bạc như tiết phơi đầu núi. Dáng mẹ gầy như dẻ hạt trăm năm. Người mẹ lúc nào cũng chắc từng hạt máu gầy để mà chăm lo cho người con. Cho dù vất vả cỡ nào, người mẹ cũng chịu đựng được. Nuôi con thì buông tảo bán tần Chỉ mong con lớn nên thân giới đời Mỗi khi trái gió trở trời Con đau là mẹ đứng ngồi không yên Nhọc nhằn vắt vả truyền miên chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con Quý vị hiểu biết tại sao mà cha mẹ thương mình nhiều như vậy không? Chính vì vậy bây giờ phải nghe cái bài pháp này Thưa với quý vị ở trong kinh tạng nikaya Đức phật có dạy một câu như sau mà chúng tôi cũng mong quý vị nếu như ai có dịp cũng nên học thuộc câu kinh này dạy rằng là lại cha mẹ bậc thầy trước nhích là phạm thiên bác ái trong nhà là tiên nhân hỷ xã thiết tha là bậc đáng cúng dường cao cả Xuyên qua cái đoạn kinh này Đức Phật đã ban cho cha mẹ Ba cái đặc ân Mà hôm nay Quý vị cần phải lưu ý và nhớ Ba đặc ân vô cùng cao quý Trước khi trình bày ba đặc ân này Cho phép chúng tôi nói một điều nữa Một đoạn kinh khác Đức Phật nói rằng Trên thế gian này có hai bậc Xứng đáng để cho chúng ta lễ bái cung kính cúng dường bậc thứ nhất là bậc có cái ân đức cao thượng quý vị biết ân đức cao thượng là ai không ai giỏi trả lời coi ân đức cao thượng ở đây tức là tam bảo thứ nhất là ân đức phật thấy không nè ân đức pháp và ân đức tăng những cái vị mà có những cái ân đức cao thượng này là xứng đáng cho chúng ta lễ bái cung kính cúng dường cái đó đức phật dạy bậc thứ hai cũng xứng đáng cho chúng ta cung kính lễ bái cúng dường đó là bậc có cái ân nghĩa cao thượng bậc có ân nghĩa cao thượng ở đây là ai đó Mới mí tới đó rồi mà trả lời không xong đó Không lẽ nó vợ chồng Anh nghĩ là chồng có cao thượng không Không Thưa với quý vị Chỉ có cha mẹ mới thương con Vô điều kiện Còn ở ngoài kia Người ta thương con Có điều kiện Thí dụ mình giàu người ta mới thương Nghèo sức mấy ai thương nếu mình không giàu thì phải đẹp Người ta mới thương Còn xấu quắc ai thương Nhưng mà ngược lại thôi với quý vị Những cái điều kiện đó Đối với cái tình mẹ thì nó không có Ăn nhậu gì hết Không nhầm nhò gì hết Và ngược lại đằng khác Thí dụ trong những người con Đứa nào nghèo nhất là cha mẹ thương Nhất Đứa nào xấu nhất là cha mẹ thương nhất Còn ở ngoài kia quý vị ở ngoài cha mẹ ra thì phải sao Đẹp mới thương Xấu nó chạy sách xúc dép luôn Không đẹp thì phải đó làm ơn giàu Có tiền thì nó mới thương mình Thực tế là như vậy Nói ra thì nó phủ phàng Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh Cái cái tình vu vơ ở ngoài á nó không có xứng đáng để mà so với tình mẹ vì vậy hôm nay quý vị chỉ cần nhớ dùm chúng tôi một câu thôi là đủ cái bài pháp này rồi đó là gì trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ quay lại ba cái đặc ân đức phật ba con cha mẹ là gì thưa với quý vị xin hỏi quý vị đức phật ra đời ở nước nào ấn độ đúng không ở đâu Indonesia ừ. ấn độ <laughs> trời tưởng không biết Đức Phật sinh đâu nữa thôi luôn Đức Phật ra đời ở Ấn Độ thì Đức Phật thuyết pháp cho người dân Ấn Độ nghe đúng không nè và khi Đức Phật đề cập đến cha mẹ thì Đức Phật nói rằng là cha mẹ như trời phạm thiên quý vị biết gì trời phạm thiên không là cái vị thần tội cao nhất trong tín ngưỡng của đạo Bà La Môn. Cho nên khi người dân Ấn Độ họ nghe Đức Phật so sánh ví cha mẹ như là vị trời Phạm Thiên là người dân Ấn Độ biết cha mẹ ở cái vị trí nào rồi. Ở cái vị trí mà giống như là 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 là, là, là nếu người con có hiếu thì phải lên non sắn đá về xây lăng để phụng thờ rồi con có hiếu giống như là chim đa đa đậu nhánh đa đa Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá Ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua Đi về lập miếu thờ vua Lập trang thờ mẹ mà lập chùa thờ cha Tức là ở cái hàng mà bà chúng ta phải quỳ Phải lại, phải cúng, phải kính Cung kính Cái Khi Đức Phật Ngài nói cha mẹ như là vị trời phạm thiên Thì nó có lý do chứ không phải không có lý do thưa với quý vị cái đạo lộ hành trình phương pháp tu tập để trở về hoặc là trở thành một vị phạm thiên thì phải tu bốn cái pháp mà chúng ta thường gọi là tứ vô lượng tâm thứ nhất là gì tâm từ vô lượng thứ hai là gì tâm bi vô lượng thứ ba là gì tâm hỷ vô lượng thứ tư là gì tâm xã vô lượng bốn cái pháp này nhà phật gọi là tứ vô lượng tâm đó là bốn cái đề mục nếu như người nào tu tập một cách hoàn hảo mỹ mãn sau khi thăng hoại mệnh chung thì người đó sẽ được sanh về cộng trú với phạm thiên cho nên cái con đường tu tập để trở về trời ở chung với vị phạm thiên đó là tu tập bốn cái pháp này vì vậy bốn cái pháp này Nó còn có một cái tên Tiếng Phạn là gì biết không Brahma Quý Hà Rá Brahma là Phạm Thiên Quý Hà Rá là Trú Ngụ Ai mà tu bốn cái pháp này Thì sau khi thăng quải mệnh chung Sẽ được sanh về Cộng trú với Phạm Thiên Vì vậy một vị trời Phạm Thiên Là tượng trưng cho bốn cái pháp này mà quý vị thường hay qua Thái Lan mà người Việt Nam chúng ta hay thỉnh hoặc là đảnh lễ cái vị Phật bốn mặt Thực chất đây không phải là vị Phật Mà là vị trời phạm Phạm thiên bốn mặt đó là tượng trưng cho bốn cái tâm là tâm tự Tâm bi, tâm hỷ và tâm gì? Xã Mà xin báo cho quý vị biết Cha mẹ thì lại có bốn cái pháp này đối với con của mình cho nên cha mẹ xứng đáng được gọi là vị trời phạm phạm thiên Vì vậy câu kinh Đức Phật Ngài dạy là Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất Là phạm thiên bác ái trong nhà Nghe câu này chưa? Chưa nghe Quý vị nghe câu này mới hay Người Việt mình thì nói trừ phạm thiên Thì ngồi cứng đơ Mặt bơ bơ ra không hiểu gì hết Nhưng mà người Việt mình thì nói vậy hiểu nè Có hai Phật sống trong nhà sớm hôm lễ niệm đâu cần đi xa cha già như phật thích ca mẹ già như thể phật bà quan âm <laughs> hoặc lại câu gọi là cha mẹ tại tiền như phật tổ tại thế lên uh, tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu như vậy thì khi người Việt chúng ta mà nghe hai vị Phật này quý vị có lại không? chẳng hạn như vào chùa mà thấy Phật Thích Ca có lại không? gặp Phật Bà Quan Âm có lại không? về nhà gặp cha mẹ có lại không? đó người Việt mình thì không có cái thói quen hoặc là cái tập tục lại cha mẹ khi còn sống Dở một cái là khi cha mẹ qua đời là lại lìa lại. Lại lìa. <laughs> Mình là, là là làm ngược gọi là gọi là nghịch lý nhân sinh. Ngược dữ lắm. Tại sao chúng tôi nói ngược? Người ta nói cha mẹ chỉ biết cho chứ không biết đòi. Mà con cái chỉ biết vòi mà không biết trả. Ngộ lắm. Con cái cũng thương cha mẹ dữ lắm Xa quê hương nhớ mẹ hiền Nhớ đi nhớ lại Nhớ tiền nhiều hơn Cho nên chúng ta phải thấy cái sự này lạ kỳ Phải không nè Con người mâu thuẫn dữ lắm Cha mẹ chỉ biết cho không biết đòi Mà con cái chỉ biết vòi mà không biết trả Cha mẹ dạy điều hay Thì kêu là lắm lời Bước chân ra đời thì ngỡ nga ngỡ ngẩn Cha mẹ ngồi đó không một tiếng hỏi han Vào đến cơ quan thì cúi đầu chào thủ trưởng Không chào là chết Còn hay hơn nữa là gì Vỗ cha thì xem nhẹ nuôi mẹ thì không Mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện <laughs> Đi phóng sanh thả cá Cho quýnh lộn chơi vậy đó Con người nhiều lúc lạ kỳ Còn cha còn mẹ sống thì vô tâm mất đi thì kèn trống ầm ầm soi gà qua quả từng mâm bàn thờ <laughs> khi còn đối xử thờ ơ mất đi đốt cả ngàn tờ đô la vỗ tay đi cái ngu của mình <laughs> khi còn thì cãi mẹ cãi cha mất đi than khóc suốt ba ngày liền khi còn chẳng chịu nghe lời xin lỗi quý vị khi còn thì cãi mẹ khi còn thì cãi mẹ cãi cha mất đi khóc suốt than khóc suốt ba ngày trời chứ không phải ngày liền tại vì trời nó mới trùng câu dối <laughs> câu dối là gì khi còn chẳng chịu nghe lời mất đi than khổ vì đời mồ côi mồ côi khổ lắm đây ơi <laughs> khi còn cãi mẹ tay đôi mất đi mới biết muộn rồi bạn ơi ai còn cha mẹ trên đời làm ơn thương mẹ nghe lời của cha Quay lại đề tài là tại sao? Tại sao cha mẹ được ví như trời Phạm Thiên? Đơn giản là vì cha mẹ có bốn cái đức tính này. Còn người Việt Nam chúng ta ví cha mẹ như là Phật Thích Ca và Phật Bà Âm Ngâm. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật cũng có bốn cái đức tính này. Từ bi hỷ xã đối với chúng, chúng sanh. Thì cha mẹ cũng có bốn cái đức tính này đối với con của mình. Đức tính thứ nhất là lòng từ bi mát mẻ Trong kinh Đức Phật Ngài dạy Có những bóng mát trong cuộc đời của chúng ta Đó là Đức Phật là bóng mát Giáo Pháp là bóng mát Chư Tăng là bóng mát Cha là bóng mát Mẹ là bóng mát Đúng như câu người ta nói Mẹ ơi mẹ là cả một trời thương Mẹ ơi mẹ là cả một thiên đường trần gian Cha ơi cha là bóng cả ngã che con Là cả tình thương chẳng xói mòn Là cả một đời mênh mông quá Nặng nghĩa tình cha tựa núi non Hôm nay chúng ta đến đây nghe Pháp Chánh Định xin quý vị một điều nữa Ngoài vấn đề chúng ta tập trung ngồi lắng nghe Pháp Quý vị nhớ vỗ tay ủng hộ Chánh Định <laughs> Để cho không khí nó sôi động một chút Sôi nổi một chút Lý do Quý vị biết tại sao không? Giờ này mà giảng Pháp riêu riêu riều riêu hồi nó ngủ hết như hai nữa quý vị biết làm sao không? Cái bài pháp có hay hay không không phải do người giảng mà do yếu tố của người nghe. Quý vị có nghe người ta nói một câu như thế này không? Một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Hôm nay quý vị là đối tác nói rõ hơn là chất xúc tác cho giảng sư. Mình nghe như thế nào để vị giảng sư người họ giảng họ có tinh thần họ có pháp để họ giảng, họ có cái sự năng nổ họ giảng chứ không phải mà ngồi cái rù rù rề rề nói cái gì cũng gật hết trơn, giống con cháu mà họ đồng gật là chết, đúng cũng ừ mà trật cũng ừ là không được, mình nghe nhưng mà mình nghe có nghệ thuật, nghe bằng trí tuệ, nhận định suy si xét những gì chúng tôi nói đúng thì vỗ tay, những gì chúng tôi nói đúng thì lắc tay giùm, thấy không nè, đó trở lại thì chúng ta thấy Đức Phật có bốn cái đức tính này, đối với con thì cha mẹ cũng có bốn cái đức tính này. Đầu tiên là tâm từ mát mẻ đối với con cái. Thứ hai là tâm gì? Tâm bi. Bi là gì quý vị? Bi là gì? Là sự đau xót khi thấy người khác đau, đau khổ. Mà quý vị nghĩ coi, có người cha người mẹ nào mà không đau khổ khi thấy con mình đau? Không khổ. Ca dao tục ngữ có câu là con ho thì lòng mẹ tan, tành con sốt thì lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Cho nên con đau mẹ còn đau hơn con. Đó là nói đến cái lòng bi mẫn của người cha người mẹ đối với con. Đức Phật cũng có cái đức tính này, vị trời Phạm Thiên cũng có cái đức tính này. Cho nên cha mẹ mới được so sánh ví như vị trời Phạm Thiên hoặc là như Phật Thích Ca, hoặc là như Phật Bà Quán, cái à? đến là đức tính thứ ba là gì? Nhắc tồn nhắc dùm coi, hỷ, đúng rồi, hỷ là gì? Là sự vui, mừng khi thấy người khác thành đạt, trưởng thành, hay đạt được cái này, đạt được cái nọ. Thì quý vị cứ thử nghĩ coi, nếu mà cha mẹ sinh ra một đứa con đẹp, có khi nào cha mẹ lại ganh tị với sắc đẹp của con không? có Đặc biệt như vậy Vừa sinh ra đứa con hàng xóm mà qua thăm ấy nghe Khen ôi ôi con của anh chị sao mà nó đẹp quá Thì trong lòng của người cha người mẹ có ganh tị không? Mừng muốn chết Nói thật ra là mừng dữ lắm Ai khen con mình đẹp mừng dữ lắm Còn ở ngoài đó nghe nhiều khi nó thấy mình nó nói sao lúc này chị trẻ đẹp quá vậy đừng có tin chót lưỡi đầu môi sáo ngữ thôi lúc này thấy chị làm ăn giàu có mà thấy chị trẻ đẹp quá thôi làm ơn đi miệng thì mời mà bụng giái trời đừng có ăn đó không có thật lòng cha mẹ như mẹ, như mẹ đâu chỉ có cha mẹ mới thương con một cách thật lòng không bao giờ ganh tị khi đứa bé lớn lên kính thưa quý vị đứa bé đi trường học mà học năm này năm kia năm nào cũng mang mang bằng khen về cho mẹ thì thử hỏi quý vị cha mẹ có vui không có ganh tị không không bao giờ ganh tị mà vui muốn chết cha mẹ sẵn sàng cực khổ chịu nắng một nắng hai xương héo gầy cực khổ chăm lo bát gạo đông tiền núi có cha mẹ thà liều chết để bảo dưỡng con vì con sống cha mẹ hy sinh tất cả vì con vui cha mẹ gánh hết đau buồn chỉ có cha mẹ mới thật lòng với mình thôi chỉ có cha mẹ mới thương mình vô điều kiện khi con lớn lên học xong ra làm ăn mà thành đạt có sự nghiệp công danh giàu có thử hỏi quý vị cha mẹ có ganh tị không mừng muốn chết luôn còn đi khoe với người ta nữa phải không nè? Mừng lắm, không có người cha nào, người mẹ nào gánh tỉ với con. Rồi cha mẹ biết nói một câu mà chúng ta nghe nó mát lòng dữ lắm, Con hơn cha nhà có phúc. Vỗ tay đi. <laughs> Còn người khác đó nghe, phải xét lại. Vì có một cô đó, gặp chúng tôi nói như sao biết không? Thật sự thưa sư, con cũng hiểu nhân quả nghiệp báo, Giàu nghèo là nghiệp mỗi người Con biết rõ như vậy Con không buồn vì nhà con nghèo Mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu Con không buồn vì con xấu Mà con buồn vì con nhỏ bạn con nó đẹp Nó khổ vậy á Con biết con xấu là cái nghiệp của con rồi Nhưng mà tại sao con nhỏ bạn con nó đẹp vậy Phải nó xấu giống con luôn Thì mới chịu Nhưng mà cha mẹ thì không có <laughs> Cha mẹ lúc nào cũng vui mừng Quan hỷ với con mình khi thấy con mình thành thành đạt. Mẹ là cô gái chân chuyên 20 tuổi ngọc vui miền quê hương. Sáng đi buôn chiều lại về ngày ngày hai buổi gót mê phận nghèo. Thật sự chúng tôi nói nó hay kỳ cho thật chất ra những bà mẹ ở bên nước ngoài thì không có những cái hình ảnh này. Vì ở bên người ta sơ thở quý vị làm gì có cái chuyện buôn gánh bán bưng. Làm gì có thức khuya dậy sớm, nó buôn bán xong siêu thị không à. Thấy không nè, đâu phải như mình mà gánh gánh bưng bưng mà bán. Rồi người mẹ bển người ta ăn toàn là hamburger rồi không bà nào bà nói tròn do làm gì có cái chuyện mà héo hon gầy mò mà ốm o gầy mò rồi tóc mẹ bạc như tiết vơi đầu núi dáng mẹ gầy như vẽ hạt trăm năm quý vị thấy những bức tranh không chụp những người mẹ đặc biệt là bà mẹ việt nam nhìn nó khô mà cái da nó nhăn nó nheo lại mà giống như đã sơn một cái lớp chống nắng luôn vậy đó. mình thì sơn chống xét cha mẹ giống như là cái rạm nắng hết trơn sơn một cái lớp chống nắng không cần kem luôn bởi vì nó không còn đen được nữa Nó đen đến tận cùng của đen rồi Không còn đen được nữa Tức là đã sơn cái lớp chống nắng rồi Cha mẹ cứ giải dầu nắng mưa phơi sương dặn nắng không có sợ gì hết Đó là nói đến cái Cái lòng tùy hỷ của cha mẹ Sự hy sinh Cái hình ảnh Của cái sự Của tình yêu thương Và tự sự tận tụy hy sinh Chỉ có người con mới hưởng được Cái gia tài cao quý đó Của cha mẹ không có ai mà cha mẹ thương như vậy hết chỉ ngoài ra con mình và cuối cùng là xã không có một cái lỗi lầm nào cho dù lớn đến đâu cha mẹ cũng sẵn sàng tha thứ dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con Thưa với quý vị Cái người dân Ấn Độ Mỗi lần đi đâu xa Họ đều lại cha mẹ họ đi Vì họ quan niệm rằng Đi nó bình an Còn mình nhiều khi đi đâu không thưa không trình với cha mẹ Người Việt Nam mình không như người Ấn Độ có những cái tập tục hay đó Nhưng mà người Việt Nam mình cũng có những cái văn mình lễ phép rất là hay, đó là đi thưa về về trinh, quý vị cứ thử nghĩ coi, mình chỉ cần thưa mẹ con đi hai ngày con về, chỉ cần như đó thôi là người mẹ an tâm rồi, quý vị cứ thử nghĩ đi, cái tình thương cha mẹ đối với con như thế nào mà mình đi suốt đi mà không về đi, cha mẹ không ngủ được, mà cha mẹ được ví dụ như là phật ở trong nhà mà mình làm cho hai ông phật ngủ không được thì mình có yên không? Có yên không? Cho nên người ta có câu rằng là dễ vui tam bảo hại mình Ai mà dễ vui với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là người đó tự hại Hại mình Ai mà dễ vui bất hiếu với cha mẹ là người đó tự hại mình Thật sự cha mẹ không có hại con cái Bởi vì cha mẹ là cái bậc xứng đáng để mình lễ bái Cung kính, cúng dường Mà mình đã đối xử tệ như vậy Theo lực nhân quả thì điều này chúng ta phải chuốt lấy một cái hậu quả rất là lớn Cho nên người ta có câu rằng Nghiệp duyên có ở nơi người Sống sao phải đạo Phật trời chở che <laughs> Mà đạo ở đây đạo gì? Đạo hiếu Mình tu theo Phật Thấy không nè Thì hạnh hiếu là hạnh ai? Hạnh Phật mà tâm hiếu là tâm phật mình tu theo phật là mình phải có hai cái cái, cái 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 tâm này cái hạnh này là cái đạo hiếu đạo làm con đó mà mình sống trái đạo bất hiếu với cha mẹ thì phật trời có chở che không thí dụ nghe cái người đó ở nhà hỗn hào nghịch tử bất hiếu với cha mẹ cái người đó vào chùa quỳ lại Đức Phật Cầu xin Đức Phật Phù hộ chở che Theo quý vị Đức Phật có chở che không? Ai nói không đâu Ủa nghe nói Đức Phật từ bi lắm mà Đức Phật thương chúng sanh như thương con vậy đó Ái chúng sanh như ái tử vậy đó Thì Theo quý vị Đức Phật có chở che không? Thiệt không? Ủa sao vậy? Đức Phật có từ bi sao? Đức Phật lúc nào Ngài cũng vào lòng từ bi Lòng từ bi của Đức Phật nó rộng lớn Là bóng mát của tất cả chúng sanh mà Đức Phật có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã Đối với muôn loài chúng chúng sanh mà hữu hình, vô hình Thấy không nè Quý vị trả lời có kỹ à Giờ có hay không Có Không Hay là không có Suy nghĩ coi Đức Phật rất từ bi, ai ngày cũng thương hết. Thấy không nè? Suy nghĩ lại coi, không lẽ Đức Phật đi chở che cho mình mà không chở che cho người kia? Rồi lại xuất hiện cái bài hát Độ ta không Độ nàng nữa. Suy nghĩ coi, trả lời cho đúng rồi. Theo quý vị, Đức Phật có chở che không? Hả? Có, bên đây không. nhất đầu với quý vị luôn. giờ trả lời một cái thôi là một Z yes hay no? Z yes là có hả? Đức Phật từ bi mà phải không? không hả? Thưa với quý vị, cái câu này mình trả lời có thì ta phải có trên phương diện nào và không là không trên phương diện nào chứ không phải chúng ta chỉ trả lời một thôi có ở đây là đức phật ngài thương yêu chúng sanh như là thương con mình ngài thương cái đứa nghịch tử này vì mày quá dù mình tạo tội lỗi nặng nề nhất trong kiếp làm người người ta có câu rằng là đã làm người xin đừng quên chữ hiếu phận làm con phải thấu hiểu điều này Dẫu cuộc đời có muôn vàng đắng cay cũng phải nhớ công ơn này mãi mãi. Đức Phật Ngài cũng chở che Ngài thương mà Ngài khuyên cho, chỉ ra cho nó thấy là không nên bất hiếu với cha mẹ. Vì bất hiếu với cha mẹ thì tội lỗi rất là lớn, không có cái tội nào nặng bằng tội bất, bất hiếu. Thật sự thì cha mẹ không có hại con cái. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường vậy đó, tường bê tông á, thì cái độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thận cái độ ngu khỏi ốc. Tao thấy mày ngu quá trời, ngu. Mày ăn cái gì mà cha mẹ mày cũng không biết thương. Thấy không nè, Đức Phật. Giống như bây giờ vậy nè, khi mình ra đường, mình là người con Phật. Mình ra đường mà thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu Thì thường thì sao? Mình binh cái người yếu Mà mình chống lại cái người mạnh Thưa dư quý vị Cái đó chúng ta mới tu được một nửa thôi Vì mình thương một người mà ghét một Một người Còn cái người mà tu Phật rồi Thì mình phải nhìn cái sự việc đó như thế này Cái người yếu á Mình thương là đúng là vì họ đang trả nghiệp Còn cái người mạnh á, thì mình phải thương nhiều hơn Vì cái người này sao? Họ đang tạo nghiệp Đúng rồi Đức Phật Ngài vẫn thương cái chúng sanh đó Nhưng mà Ngài chỉ cho đó là Mày đừng có về bất hiếu với cha mẹ nữa Cầu mong đời nếu có ai lỡ dại Hãy quay về làm lại với mẹ cha Bởi đạo hiếu tâm tánh phải thật thà lòng thành khẩn tận tâm mà bảo hiếu <laughs> như vậy thì theo quý vị đức phật có chở che không ồ quý vị làm chúng tôi mệt à lúc có lúc không bây giờ có hay không rồi ai có trả lời không nữa không ủa có không hay không vậy suy nghĩ đi không ở đây là gì thưa với quý vị đức phật có bốn điều ngài không làm được ngài là đấng toàn tri toàn giác nhưng không phải là đấng toàn năng hiểu câu này không điều thứ nhất đức phật không làm được là gì nhân quả không thể thay do vậy đức phật nói con mà bất hiếu với cha mẹ tội này con gánh nặng lắm con ơi mà như lai cũng không có gánh giùm được hiểu chưa đức phật thương cũng giống như là mình thương cái người mạnh vậy đó Cái người yếu thì là dễ thương Còn người mạnh thì là đáng thương Và mình mới khuyên cái người yếu rằng là, Thôi rắn cắn răng mà chịu đi Bởi vì đây là cái nghiệp của ông mà Ông phải gieo trong nhiều đời nhiều kiếp Cho tới kiếp này ông phải gặt Quay qua cái người mạnh đó thì nói sao Thôi anh à Mình ăn trái tiếp tục trồng cây Mình đang hưởng phước thì tiếp tục tạo phước Đừng có làm nghiệp ác bây giờ anh mạnh ăn anh hiếp người ta hà hiếp người ta khi mà quả trổ ra lúc đó anh khóc mà không kịp lúc đó mới thấy cảnh là đau khổ như thế nào thì mình mới cởi bỏ được cái sự quan gia trái chủ của hai người người này chứ không phải như mình thấy chuyện bất bình rút đau tương trợ rồi, 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 rồi mày giỏi ăn hiếp với tao này còn đây. không phải như vậy mình không thể nào sống theo gọi là nghĩa khí giang hồ được ở trong phim Kiếm Hiệp nó xây dựng một cái đấng quân tử là gì Ra đường thấy chuyện bất bình Là săn tay áo lên Hân thua đủ liền Vậy không đúng Giống như rằng người ta nói rằng là thù cha thì bất cộng đáy thiên Có thù không trả không quân tử Không phải như vậy, đạo Phật không phải như vậy Cái chuyện người ta tốt với mình Mình tốt lại là chuyện bình thường Người ta không tốt với mình Mình vẫn tốt với người ta Đó mới là người có tu <laughs> Người tu dù gặp chuyện xui Cũng không nản chí thối lùi bởi vì Người tu thấy được những gì Người thường không thấy bởi vì không tu <laughs> Mình thấy ở đây là mình thấy qua lăng kính nghiệp báo thì mình nói cái người mạnh là không nên tạo nghiệp mình nói cái đứa con bất hiếu là không nên bất hiếu với cha mẹ nữa vì cha mẹ giống như dòng sông vậy đó không bao giờ hãm hại giết người mà người nào không biết lỗi tự nhảy xuống dòng sông là người đó tự giết mình đứa con nào cũng vậy cha mẹ lúc nào cũng mong cho con hằng được sự an vui khi con vui thì cha mẹ mừng lắm Mà đứa con nào ngỗ nghịch Bất hiếu với cha mẹ là người đó tự Hải mình Tự chuốc lấy khổ đau cho mình Nhớ rõ điều này Cha mẹ lúc nào cũng thương con Đặc ân thứ hai Đức Phật bao cha mẹ là gì? Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu Tiên sư là vị thầy đó quý Đầu tiên, tiên là trước, sư là thầy thì quý vị cứ thử nghĩ đi Trong cuộc đời của chúng ta Mình cứ tưởng đâu các vị thầy cô là vị thầy đầu đời của mình Thật chất là không phải cha mẹ mới chính là người thầy đầu tiên của mình Ai dạy mình bập bẹ biết nói Cha mẹ chứ ai Ai dạy mình chập chững biết đi Cha mẹ khi mình biết nói biết đi rồi mình mới đi ra trường mình học thì lúc đó mới có các thầy cô ở trường cho nên trong tất cả các vị thầy thì cha mẹ vẫn là vị thầy đầu đầu tiên ở trong kinh nói như nè là vị thầy thở trước tiên sư là vị thầy thở trước thở trước ở đây có thể là kiếp trước nữa đó. mà theo lưng hồi thì cha mẹ đã từng là cha là mẹ là thầy của mình trong nhiều đời nhiều kiếp Việt Nam mình có câu là công cha nghĩa mẹ ơn thầy thật sự là mà nói chứ ơn thầy ở đây là cũng phải ơn cha mẹ trước Rồi mới tới thầy tại cha mẹ dán lên như thầy đâu tiếp và cuối cùng là cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường thưa với dư quý vị cúng dường cho cha mẹ phước đức nó y chang như chúng ta cúng dường cho đức phật vì đức phật dạy đối với cha mẹ là bậc xứng đáng để cho chúng ta cung kính lễ bái cúng dường. Mẹ cha phụng dưỡng vui thai. Sa môn phụng dưỡng từ đài vui hơn. Vui thai phụng dưỡng thánh nhân. Thế gian tấm gọi nguồn ơn suối lành. <laughs> Như vậy phụng dưỡng cha mẹ là niềm vui, phụng dưỡng sa môn bà la môn là niềm vui và phụng dưỡng thánh nhân là niềm vui. Thì quý vị thử nghĩ cha mẹ được xếp vào hàng gọi là sa môn bà la môn các bậc thánh nhân. Một động kinh khác trong kinh gọi là Mangala Sutta. Được dịch là kinh hạnh hạnh phúc. Có chỗ dịch là kinh điềm điềm lành. Nội dung của bài kinh này Đức Phật dạy có 38 pháp hạnh phúc. Nghĩa là mình muốn cho mình hạnh phúc thì phải thực hành tu tập rèn luyện phát triển ba mười tám pháp này hạnh phúc không phải ở đâu mà có cũng chả phải trời phật ban cho mà hạnh phúc này phải do mình thực hành tu tập lời dạy của đức phật mình phải tu theo phật thì mới an nhiên tự tại Dẫu thế nào tâm mãi an vui Tùy duyên tùy lúc tùy nơi Thực hành lời Phật đời đời an vui <laughs> tu là gì trước tiên tu là sửa cho mình bớt khổ thứ hai là tu theo lời phật độ chúng sinh tu là cố gắng thực hành tu là phải nhớ làm lành đầu tiên tu sao phải thật là hiền tu là để dứt não phiền trong tâm tu là sửa đổi mê lầm tu là bỏ hết cạnh tranh với người tu là nhẫn nhịn ai ơi tu là cõi phúc đời đời yên vui như vậy cái đạo hiếu này mình phải tu mới được không phải không tu mà được cho nên trong cái bài kinh măng cái lá số tá này có câu kệ số 4 nó gồm có 38 pháp được chia thành 10 câu kệ Và trong đó có câu kệ số 4 Đức Phật dạy như sau Ma ta bi tu bát tha năng bút ta đa nghĩa của câu Phật ngôn này là gì hiếu thuận bậc sinh thành nuôi dưỡng vợ và con sở hành theo lẽ chánh là phước lành cao thượng. <laughs> Mình phải thực hành ba cái điều này. Trong kinh một đoạn khác Đức Phật dạy có bốn cách để mà chúng ta chi dụng tài sản. Khi chúng ta có của cải tài sản vật chất thì Đức Phật dạy chúng ta có bốn cách để mà chi dụng cho đúng. Thứ nhất là gì? Là trả nợ cũ. Thứ hai là gì? tạo nợ mới thứ ba là gì đổ hố sâu thứ tư là gì chồn của để dành như vậy điều đầu tiên đức phật dạy khi chúng ta có tiền bạc là gì trả nợ cũ là sao phụng dưỡng cho cha mẹ chúng tôi rất thích những em nào vừa học xong ra trường sinh được việc làm mà tháng lương đầu tiên là mang về cho cha mẹ là đúng nhất Đầu tiên Đức Phật dạy Khi có tiền là phải lo trả nợ Nợ cũ Quý vị biết không Trong kinh Đức Phật dạy rằng Nói với cái sự trả hiếu của cha mẹ Thì không biết khi nào mà chúng ta trả cho hết Ngài có ví dụ như thế này Một bên vai cổng cha Một bên vai cổng mẹ Đi suốt cả cuộc đời này lo cho cha mẹ những món ăn ngon vật lạ đủ thứ, không thiếu một thứ gì. Cho dù cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện lên người chúng ta đi nữa thì công ơn đó chúng ta cũng chưa có trả hết cho cha mẹ. Nói như vậy quý vị nói quá đáng, thật sự không có quá đáng. Chúng tôi làm một cái so sánh để chúng tôi đòi là cái công bằng cho cha mẹ thôi. Quý vị thử nghĩ coi khi cha mẹ à, 9 tháng cu mang 3 năm nhũ bộ Biết bao nhiêu tin Hồi nhỏ cha mẹ mình chăm sóc cho mình Thậm chí nói cho, cho, cho cùng đó là Mình mà tự lo cho mình Kể cả đời sống và chịu Các cái hành vi trước pháp lực Thì tối thiểu mình phải 18 tuổi Coi như mình dai mượn của cha mẹ 18 năm khi cha mẹ về già mình trả được mấy năm thưa với quý vị cha mẹ mà để cho mình chăm lo những cái thứ đó đó là cha mẹ cũng bệnh nặng dữ lắm rồi cũng sắp gần đất xa trời rồi thì mới có cái việc mà cha mẹ không làm chủ được những cái việc mà chúng ta nghĩ mà nếu mà cha mẹ có lỡ thì cha mẹ cũng rất là ái ngại mắc cỡ vô cùng vì bệnh tật vì tuổi cao sức yếu tuổi già Mà cha mẹ mới làm như vậy Chứ không phải như mình hồi nhỏ đâu Nằm trên người mẹ là muốn tè lúc nào là tè Mà tè xong rồi còn lại cười nữa chứ Đó là cái chỗ mà chúng tôi cần phải lưu ý Mà khi mà cha mẹ để cho mình phục vụ Thì xin thưa với quý vị Chỉ một vài năm hoặc là vài tháng thôi Không có nhiều mà trong cái đó mình dai cha mẹ bao nhiêu năm 18 năm Bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị trả lại cho cha mẹ 18 năm đi Mà muốn cho cha mẹ bây giờ cha mẹ 70 tuổi á không Thì bây giờ cha mẹ chừng 52 tuổi là mình lo mình trả đi Mới đúng 18 năm chứ 18 năm thì cha mẹ mới 70 tuổi Mình nói là cha mẹ mình sống được 70 tuổi là Mà nhiều cha mẹ đâu có sống tới đâu Mà cho dù sống được 70 tuổi Thì bây giờ xin lỗi quý vị 52 tuổi là mình về là Tối nay về ôm cha mẹ nói bắt đầu từ đây là con bắt đầu á Con lo cha mẹ còn lo y chang như hồi nhỏ cha mẹ lo cho con vậy đó Là mới quề thôi kìa Mới có quề thôi Mình dai cha mẹ 18 năm mà mình trả 18 năm là mới có trả vốn thôi Chưa có trả lời à. Nếu mà tính lời là ghê lắm à. Lãi ngân hàng nhẹ thôi hai phân thôi 18 năm thì cộng thêm bao nhiêu năm mới thì biết Thấy không Trong đó mình trả vốn thôi đó mà mà cha mẹ cha mẹ nuôi cho mình đó nghe là cha mẹ vui từng chút từng chút còn mình mà lo cho mẹ là mình gậu từng chút từng chút cho nên mới có một câu là là, 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 cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng mà con nuôi cha mẹ thì sao tính tháng tính ngày sống chết sớm đi cho mệt quá vậy đó mà thưa với quý vị hồi nãy chúng tôi có nói là ở trên đời ta cũng chẳng lạ gì đạo hiếu thảo phải có đi có lại chúng tôi muốn nhấn mạnh cái luật nhân quả nếu mình hiếu kính với mẹ cha Thì con sẽ hiếu với ta khác gì Nếu mình ăn ở vô nghì Đừng mong con hiếu Làm gì uổng công Vỗ tay đi <laughs> Hiếu thận sanh ra con hiếu thận Ngỗ nghịch nào có khác chi Xem thử trước thì mưa sói nước Giọt sao giọt trước Chẳng sai gì Có câu chuyện ngụ ngôn vui rằng khi cha mẹ về già Cái người đàn ông này phải biết đây là một cái duyên lành rất lớn Hay là một cái dịp mai hiếm có để mà mình trả hiếu cho cha mẹ Nở mà, đừng trả nợ Người cha này mới bỏ cha mẹ vào trong cái đòn gánh đó, Mới gánh cha mẹ vào trong trại dưỡng lão gửi Khi về đứa con trai của ông ta mới cất cái cặp đòn gánh đó Ông mới ngạc nhiên hỏi cất gì vậy con Đứa con trả lời con cất để mốc cha già con gánh cha vào đó luôn phải không nè Nếu mình hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với mình thôi Mà mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì không cần. Mà thưa với quý vị, ngày xưa Ông bà ta đã có những câu ca giao tục ngữ Chỉ chúng ta cách để mà báo hiếu với cha mẹ rồi Chẳng hạn như là mẹ già ở túp liều tranh sớm thăm tối giếng mới đành giả con Muốn cho gần mẹ gần cha thì khi vào thúng thóc khi ra quan tiền Ai về tôi gửi buồn cao buồn trước kính mẹ buồn sau kính thầy Ai về tôi gửi đôi giày phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi Ngày xưa ta giải mất trơn rồi tại vì mình không chịu học thôi Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già đối lòng ăn đọt trà là nhịn cơm nuôi mẹ mẹ già yếu răng đói lòng ăn trái ổi non nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa nuôi con thì buôn tảo bán tầng, chỉ mong con lớn nên thân với đời mỗi khi trái gió trở trời con đau là mẹ đứng ngồi không yên nhọc nhằn vắt giả truyền miên chăm lo bát gạo đồng tiền của con cho nên Người xưa ta dạy mình là chim đa đa đậu nhánh đa đa Chồng gần không lấy thì lấy chồng xa Lỡ mai cha yếu mẹ già bát cơm đôi đũa chén trà ai dân Người ta sợ khi cha mẹ già già không ai lo cha mẹ còn mình bây giờ là chim đa đa đậu nhánh đa đa chồng gần không lấy đi lấy u -A. trời ơi lấy cho xa rồi mốt cái lỡ cha mẹ gì cái gì không kịp vị chúng tôi thấy rất là nhiều cái, cái gia đình mà cha mẹ nằm đó, nằm xuống rồi mà phải đợi con cái về, lấy nửa dòng trái đất bên kia, rồi biết đâu mà về. Thật sự ra thì mình không phải mình không thương cha mẹ, mà mình thương theo cái kiểu của mình là chỉ biết thương chứ không bao giờ biết tìm cách trả ơn. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, biết ơn nó khác và biết tìm cách trả ơn nó khác. Ở đây chúng tôi có thể khẳng định 100% là tất cả chúng ta giơ tay lên nói ai cũng biết là công ơn của cha mẹ to lớn. Thậm chí tới cái mùa du lan báo hiếu. Mà thưa với quý vị không phải để cái tháng 7 du lan này mới nhớ công ơn cha mẹ đâu. Vì người ta nói rằng là gì? Du lan đâu định ngày râm Báo hiếu đâu chỉ mỗi năm một ngày công cha nghĩa mẹ cao dài mỗi ngày báo hiếu mỗi ngày du lan <laughs> mẹ là bồ tát tại gia cha là đức phật mà ta tôn thờ công cha nghĩa mẹ vô bờ phận con báo hiếu từng giờ từng giây mới đúng không phải để đi du lan mà mình mới nghĩ đến cha mẹ đâu là người con có hiếu thì lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ Đêm đêm khắn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ trọn đời bình yên không còn lo lắng u phiền không còn đau khổ truyền miên tháng ngày cầu xin đức phật giang tay chở che mẹ khỏi đắng cay cuộc đời cho mẹ lấy lại nụ cười cho mẹ mãi mãi suốt đời bên con người con có hiếu là phải như vậy đó dù trái đất có thay hình đổi dạng dù cuộc đời có hàng dạng đau thương dù đi đâu trên khắp dạng nẻo đường Cha mẹ mãi là người con yêu nhất <laughs> Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy rất là nhiều bạn trẻ Biết công ơn của cha mẹ to lớn Thậm chí đến cái tháng 7 này nè Trên mạng xã hội, facebook, tiktok rồi đó Viết đầy những lời yêu thương đối với cha mẹ nào là mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm mẹ là nhất ở trên đời con tự hào là con của mẹ vân vân và vân vân con nhớ mẹ nhiều con yêu mẹ lắm vân 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 nhưng mà chúng tôi nói rằng là mẹ già không có trên phay xin đừng trả hiếu ở đây làm gì trả hiếu kiểu đó là thôi khỏi trả Thường thì chúng ta không phải không thương mẹ Nhưng mà vì cuộc sống, vì bản thân, vì gia đình nhỏ của mình Mà chúng ta bỏ quên cha mẹ Đến khi mà gót danh lợi, bùng pha, sắc xám, mặt Phong trần nắng nám mài râu Đến lúc ấy chúng ta mới biết thương cha mẹ Mà khi biết thương cha mẹ thì cha mẹ đã quá ra người thiên cổ rồi Thương như vậy cũng bằng 10 không thương Chi bằng thương cha mẹ ngay bây giờ Tối nay về nếu ai còn cha còn mẹ ôm cha mẹ một cái nói một câu thật lòng mẹ ơi mẹ là cả một trời thương mẹ ơi mẹ là cả một thiên đường trần gian <laughs> cha ơi cha là bóng cả ngã che con là cả tình thương chẳng xói mòn là cả một đời mênh mông quá nặng nghĩa tình cha tựa núi non Thưa như quý vị Nói về trải hiếu của cha mẹ Thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy Khi còn sống thì nhớ phụng dưỡng tôn thờ Chết thì tưởng niệm giọng bái Đó mới là đạo hiếu của người làm con Trong cái bài kinh lễ lục phương Buổi sáng một vị bà La Môn Cứ ra lại tứ phương như vậy Đức Phật Ngài nói dạy là lại cho đúng Là lại cái phương đông Là phải nghĩ tưởng về cha mẹ Cho dù còn hay mất Ngày nào chúng ta cũng phải nhớ đến cha mẹ Chứ không phải đợi ra tháng 7 thì đâu và cái điều trả hiếu một cách cao quý nhất nữa là gì? Đó là cha mẹ chưa biết đi chùa, chúng ta phải tạo điều kiện làm như thế nào để cho cha mẹ biết đi chùa. Cha mẹ chưa quy y thì chúng ta phải cố gắng làm sao thuyết phục để cho cha mẹ quy y. Cha mẹ chưa biết làm lành, làm thiện thì chúng ta phải tạo điều kiện cho cha mẹ làm việc lành, làm điều thiện, làm phước, vì sao vậy? Vì mình không thể nào khi cha mẹ 100 tuổi già mà mình nín thở mà đi theo cha mẹ qua bên kia mình lo đâu Mình có lo cho cha mẹ đầy đủ đi nữa thì chỉ có một kiếp này mà thôi Khi cha mẹ 100 tuổi già rồi thì mình có đi theo được không? Chi bằng bây giờ tập cho cha mẹ biết quy y, biết giữ giới, biết làm phước Thì cha mẹ sẽ mang cái nguồn công đức phước báo này đi theo cha mẹ qua nhiều đời sau để cha mẹ xài đó mới là người con chí hiếu thưa với quý vị thời gian cũng vừa phải lẽ hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói đến mấy điều như sau thứ nhất là tình mẹ thì chúng tôi nhớ dùm dùng câu là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ và trả ơn ở cha mẹ chúng ta nhớ rằng là ngoài cái vấn đề biết ơn ra chúng ta còn phải biết tìm cách trả ơn Trước khi dứt lời quý vị cho phép chánh định được tặng quý vị một bài hát tình mẹ Cuộc đời mẹ dành cho con Hy sinh tuổi sưng chẳng tiếc Quanh năm mồ hôi ước áo nuôi con Mẹ giờ không đẹp như xưa, lưng cong mặt đang dần mờ. Nuôi con chẳng bao giờ mơ trả ơn. Đời mẹ qua nhiều chua cây, hôm nay lớn con mới biết. Nuôi con mẹ đâu có tiếc chi đâu. Một mẹ nuôi được bao con. Chăm lo đến khi trưởng thành. Mong con giống như người ta mẹ vui. Con sẽ khắc công ơn vào tim sẽ cố gắng không để mẹ buồn dù, dù con có đôi làm ăn không khó con cũng gắng chăm khi mẹ già và con biết ai về già cũng khó tính mẹ nghèo vật và nuôi con Miệng ngon vẫn còn thứ nhật Con hư dù sai hay đúng Cũng bao dung Tình mẹ như biển sông sâu Xin ai hãy thương mẹ nhiều Xem ta ở đâu mà ra người ơi vì vậy mới có câu rằng là dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau có gì hiểu từ vuông tròn trước sau không là hồi nhỏ mẹ thương mình sao lớn lên mẹ thương mình y chang như vậy mà đây chỉ có tình mẹ thôi nghe ôi tình mẹ tở trăng sao như hoa hồng thấm một màu thủy chung mỗi lần mà chúng tôi thấy du lan về mà ai được cài trên ngực một cái hoa hồng đỏ thắm để tượng trưng cho cái còn có tình cha tình mẹ trên cuộc đời này chúng ta mới còn có cái thứ tình có thủy có chung còn mấy cái tình khác thưa với quý vị nó có bắt đầu nhưng mà nó không bao giờ có kết thúc chỉ có tình mẹ con dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là con của mẹ con lớn bao nhiêu thì cha mẹ vẫn thương con y chang như hồi nhỏ có thủy có chung là vậy như hoa hồng thấm một màu thủy chung tình của mẹ lớn khôn cùng bao dung dạng loại dung thông đất trời. Trên thế gian này cái loài nào nó cũng vậy, hãy mẹ là thương con à. Quý vị thử nghĩ coi, hổ dữ mà cũng cần thương con. Bao dung dạng loại dung thông đất trời, ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. <laughs> Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Trước khi dứt lời cho phép chánh định được nói lời tri ân đến thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức đại lễ du lan tại tỉnh sáng ngọc quy tối hôm nay thượng tọa đã cho chánh định một cái khoảng không gian thời gian à, không gì tuyệt vời hơn mặt và đặc biệt là sự hiện diện của tất cả chư Phật tử ở đây với cái tấm lòng thương mến chánh định có mặt để nghe bài giảng này bài giảng hôm nay được thành tụ mỹ mãn hay không đó là nhờ vào sự hiện diện của tất cả các phật tử có mặt ở đây xin cảm ơn quý vị rất là nhiều kính chúc quý vị một mùa vô lan báo hiếu sống trọn đầy trong tình yêu thương của cha mẹ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật